Hello, Sang xin chào anh em. Quay trở lại với anh em trong cái video ngày hôm nay thì Sang sẽ giới thiệu thêm một cái mẫu cưa nữa của Isinuko và đồng thời một cái khuyến mãi giảm giá thanh lý ba sản phẩm. Đó là trước tiên là một cái bộ khẩu của Tone. Bộ khẩu này cực kỳ xịn luôn của Tone và nó là 6 cạnh ha. Có 1 3, 6, 10. Bộ này 10 sản phẩm ha. Thì nó là đầu 1 phần 4. Anh em nào đã mua cần 1 4 rồi đó. Thì hôm nay trong cái khuyến mãi này chúng ta có thể mua được cái bộ này với giá rất là tốt, không có đâu rẻ hơn được nữa ha. Rồi có các số là hai, số 14 nè, số 13 nè, số 12 nè, số 11, số 10, số 8, số 7. Đặc biệt cái bộ này nó có những cái số nhỏ mà anh em mua nó không khó, là số 6 rồi số 5.5 đó, số 5 luôn đó. Bộ này rất là ít khi nào chúng ta gặp được mà nó như thế này với 1/4 ha. Thì cái bộ này giá niêm yết bán là nó là 1.463.000 ha, 1.463. Bộ này rất là mắc tiền. Giá khuyến mãi chúng ta sẽ khuyến mãi giảm 40% đi thì còn lại là 1.463, 1463 nhân 40%, còn có 877.000 thôi, 878.000. Cam đoan với em không kiếm được bộ này ở đâu ra thì giá 878 rồi ha. Giá này nó dám chừng là rẻ hơn giá bên Nhật nữa. Mã đặt hàng của nó là TN032, TN032 ha. Đó. Giá chưa phí vận chuyển ha, chưa phí ship. Cái bộ này là bộ 3/8 của Black. Bộ này gồm có là tổng cộng là 6 cái. Bộ này là đầu khẩu dài nha. Đầu khẩu dài thì nó gồm có số là 19 nè, 17 nè, 14 nè, 12, 10 và 8. Đó là những cái số mà dường như là phổ thông hết luôn á, xài nhiều á. Đầu khẩu dài ha. Đầu khẩu này khá là dài. Này nó được là 20, được là 10 5 cm, 6 cm. Chiều dài là 60, 65 ly, 65 ly ha, gần 65, 63, 64 đó. Black Made in Japan nha, hàng nội địa. Thì cái bộ này là giá của nó ở đây là 850.000, khuyến mãi giảm giá còn lại là giảm 25%, tức là chúng ta chỉ mua với giá là 850 nhân 25%, còn 638.000, 638.000 ha. Mã đặt hàng là FL019, FL019. Rồi, một sản phẩm khuyến mãi thứ ba nữa đó là một cái dao gọc giấy của Alpha 1B. Cái này thì lưỡi là lưỡi 18 ly ha, lưỡi phổ thông. Đó, ở trong này nó sẽ cho mình hai lưỡi phía trong này nữa. Dùng để cầm như thế này nè, gọc nó dùng quảng cáo. Thì cái này giá của nó là 355, sale khuyến mãi giảm giá 30%, thì chúng ta chỉ còn có là 355 giảm 30%, còn có 249.000 thôi, 249.000 sản phẩm này. Mã đặt hàng của nó là OL009. Rồi, đó là cái ba sản phẩm khuyến mãi. Bây giờ thì giới thiệu với anh em cái cưa của Isunoko. Đây nó sẽ có hai size. Đó. Tổng cộng là nó có 3 size đó. 4 size luôn, 210, 204, 207 và 300. Thì ở đây còn 210 và 207. Ở đây là cái size mới về, đó là 210 và 207. Đây. Ở phía bên ngoài nó sẽ dập chữ đúc nổi là một chữ Made in Japan ở đây. Của Isunoko, cái vỏ là vỏ nhựa. Đây nó sẽ cho mình cái này nè để chúng ta vắt ở trên thắt lưng ha, kéo ra. Thì cái loại cưa của Isinoko nó không giống như cái cưa của Gomboy hay Suki,
đó là cái phần lưỡi của nó sẽ khác biệt cái chỗ là lưỡi nó làm mỏng hơn, nó không làm dày ha. Cái loại đặc biệt cái loại lưỡi cưa của Ishinoko đó là chúng ta mài dễ hơn, tức là mài được, còn của thằng Tsuki là không mài được, khó mài. Nó luyện nhiệt cái đầu rồi, khi mà em mài qua cái phần lớp nhiệt đó rồi đó là nó sao nó mở không ra được đây, nó khác cái phần cưa của thằng thằng Tsuki. Đó là cái phần này em thấy là nó mài giống gốc gốc mài nó y chang nhau luôn, nhưng mà nó sẽ không có cái màu đen. Lưu ý với anh em á là khi mà mua cưa ha, mà cái lưỡi cưa mà nó đen ha, cái răng cưa đó mà nó đen lên tới trên này đó là cưa không có xịn nha. Cưa mà cái đầu rồi này nè nó càng ít đi màu đen thì là nó tốt, đầu răng á càng ít màu đen là nó hàng xịn á, rất là bán ha. Đây chiều dài của nó là 300 mm của hãng Ishinoko, được cái khắc laser chữ made in Japan đây nè. Thì cái cưa này dùng để cắt nhánh, cắt cành ha, làm kiểng, cắt cành trong 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 vườn mình đó. Giá của cái chiếc cưa 300 mm này là 572 ngàn. 572 ngàn ha. Đó, 572 ngàn. Thì khi mà anh em mua á, chuyển khoản sẽ được receipt nha, miễn phí vận chuyển. Chiều dài của cây này là 300 mm là cái phần lưỡi nha. Còn cái phần tổng dài luôn á, tổng dài thì chúng ta được 45 cm. Đó, 45 cm. Cưa xịn Ishinoko. Còn cây này 270, giống y chang như nó luôn. Nhưng mà cái lưỡi nó sẽ ngắn hơn, 270. Cái chiều dài của cái cưa này á, là được là 42. Đó. Thì giá của cây này là 440, 440 ngàn ha. Mã đặt hàng là IN007, IN007 đó, ở đây sang về đầy đủ size cho anh em luôn á. Rồi cái cưa Suki thì dòng F180 đã về thêm cho anh em nào đang hỏi. Thì cái F180 là tức là nó sẽ là cái phần lưỡi nó sẽ là 180 mm đó. Thì cái loại này nó gọn hơn, dành cho mình làm kiểng, cắt cành kiểng á. Kia kia thì nó dành những cái dòng này thì đi dã ngoại là ngon, còn cái này là đi làm kiểng là êm nè. F180 đây nó sẽ để cái tên của nó và xuất xứ. Thì Silky nó được cái là nó lưỡi nó dày thôi, nhưng mà lưỡi nó dày nó lại có một cái nhược điểm đó nha anh em. Cái lưỡi này so với cái lưỡi này mỗi thằng nó đều có cái lợi hại của nó nha, mỗi thằng nó có nhiều lợi hại của nó. Tức là cái loại này á anh em thấy nó xoay phay 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 phập sập 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 không, nó cứng, nhưng mà khi mà lỡ mà nó dấp một cái là nó gãy ngang. Cái loại này nè, cái loại này thì nó không không gãy nè, cái loại này vậy đó mà nó dẻo, cái này có độ dẻo. Còn loại này nó giòn, nó dễ rẽ. Mỗi cái thằng nó có cái hay của nó. Cái F180 này giá của nó là 620 ngàn, 620 ha. Cái phần lưỡi là 180, còn cái phần phần đo tổng chiều dài ha. Tổng chiều dài thì chúng ta được là 40 41 cm. Gấp gọn lại. 620 ngàn, mã đặt hàng của nó là cưa F gạch 180, F gạch 180, cưa Silky. Đó, đây nè, sang về đây nè. Nào cần lấy sỉ thì Sang sẽ có cái báo bản giá sỉ cho anh em ha, có giá sỉ. Còn cái này là 210, 240 nè. Cái này là hai cưa Silky mình đã về đủ hết size, đủ size hết nha. Tức là như còn thiếu một hai size nha, chưa chưa đủ. Tức là cái này mới về nè, cái này là 240, có 200 có 300 mm rồi ha. Nó nói chung là Suki thì mình cũng có nhiều size đó.
dùng để anh em đi dã ngoại là tuyệt vời. Cây này 240. Cây này cũng 240 nữa nè, nhưng mà cái kháng cong. Kháng cong. Cái lưỡi thì có thể là thay thế, hai này đều thay thế được hết. Cái lưỡi tức là cái thân cưa nè đều thay cho nhau được, thay qua thay lại được ha. Thì khác màu thôi, cái màu vàng này thì nó phân biệt cho cái lưỡi cong dòng cuve, còn màu đen này nó phân lưỡi này ha. 240 mm, 240 là cái phần lưỡi, còn cái phần tổng dài của cái này là được là 40 50 bằng 50 cm đó. Cây cong nha, cây cong thì giá của nó đây là 820, mã đặt hàng của nó là 460-24, cưa 460-24 này, cái mã của nó luôn nè, 460-24 460-24 ha đó. 820 chuyển khoản được miễn phí ship. Còn cây này là 750, cây thẳng. Mã đặt hàng của nó là SI2901 hoặc là 121-24. Đây, cái dòng của nó là 121-24. 121-24 nè. 24. Cái này có cây ngắn hơn nữa nha anh em, cây 210. Còn đây là cây cong 210 nè. 210, cây cong này 725.000. 725.000 ha. Cây này là 460-21. 460-21. Rồi, còn đây là cái vũ gỗ của Shinto, nó đi Nhật. Đây, Made in Japan đây. Đó, Shinto, Made in Japan ha. Vũ hai mặt, vũ này thì dùng vũ gỗ rất là bền. Đó, một bên là mặt dày và một bên mặt thưa. Thưa thì nó sẽ vũ nhanh hơn nhưng mà nó không mịn. Dày thì nó vũ mịn và nó vũ chậm hơn. Đó, thì cái mẫu mới của Shinto nó sẽ là cái cán cao su, nó không còn cán gỗ nữa. Thì cây này là giá của nó ở đây Shinto ha, E110 Shinto 460.000 cho sản phẩm này, 460. Mã đặt hàng là SO4101, dùng để vũ gỗ. Vũ gỗ anh em muốn như thí dụ như những cái tay ghế chẳng hạn, khi mài dũa lại. Còn cái này là cái cưa gấp. Cái này là mình có bán sỉ hết nha anh em, bán sỉ những cái dòng sản phẩm này của Chikichi. Chikichi hay là Senkichi là cũng nó, thật ra cái Senkichi á là giống như là đọc bị chạy đó nè, đọc bị chạy á. Tên chính xác của nó là Chikichi. Chikichi. Nhiều người sẽ gọi là Senkichi. Thì thật ra là nó cũng là nó luôn ha. Cái phần lưỡi là 210 mm ha. Cán là cán gỗ xoài, cán gỗ xoài. Nhưng mà mở ra tổng dài của nó sẽ được là, cái lưỡi này thì không thay thế được nha, không thay thế được, cán gỗ thì không thay được. Tổng dài là 47 cm, 47. Cái này giá của nó là 231.000, 231.000. Mã đặt hàng của nó là cưa Senkichi ha. Mã đặt hàng cưa gấp cán gỗ, cưa gấp cán gỗ Chikichi CH005, 231.000 sản phẩm này. Kéo các cành ARS về thêm. Các cành đây, ARS. Cái này là nó mạ rơm cứng. Mạ rơm cứng ha. Mạ rơm cứng thì nó sẽ hạn chế bị gỉ sét. Cái này thì là những anh em thường là làm bên gì, bên hoa, bên kiển rồi đó, thường hay mua này về cắt hoa. Cái này thì nó cắt được cái cành tê lên tới 15 ly. Đó, thì sẽ có anh em thắc mắc là nó không có được bén như cái cây thủ công. Thì đúng rồi, cái cây này nó sẽ không có được sắc bén như hàng thủ công, nhưng mà nó có độ cứng tốt, tức là anh em xài nó
cứ vậy đó, nó không có phải bén quá mà nó cũng không đục quá, nó cứ vậy mà hoài ha. Chiều dài của này là 180 mm, cán là cái khúc này là cao su phần nhựa đây, chữ made in Japan nó sẽ dập nổi ở trên cái thằng cán này. 572.000 cho sản phẩm này. Thì cái này mới về, anh em khi mà anh em mua hôm nay Sang sẽ reship miễn phí vận chuyển cho cái này, miễn phí vận chuyển trong ngày hôm nay, chỉ trong ngày hôm nay thôi nha. Nếu anh em xem lại thì cũng thông cảm là không có nha. Trong ngày hôm nay khi mà mua hàng thì sẽ được reship, không cần chuyển khoản cũng reship luôn. Tán nó sẽ dập chữ ARS nổi nè. Mã đặt hàng là AR003. Súng xịt của SK11 về thêm cho anh em. SK11 Japan chịu được áp lực là 7 kg, 0,7 MPa, 7 kg ha. Cái phần này ra được là một tấc, một tấc. Đó. 220 lít một phút, tức là khi mà bóp thẳng còi như này là nó sẽ phun ra một phút là được 220 lít. Giá của này là 335 ngàn. 335 ngàn, mã đặt hàng của nó là SK4801 và giá là giá chưa phí vận chuyển ha, chưa phí ship, chuyển khoản sẽ được reship. Rồi, xin cảm ơn anh em đã bỏ thời gian để xem video. Đặt hàng thì gọi vào số hotline đó, hoặc là chúng ta nhắn tin ở cái kênh Zalo dụng cụ 24 giờ. Anh em tìm trên Zalo bấm chữ dụng cụ 24h là ra Zalo, cái kênh chính thức của dụng cụ 24. Ngoài ra thì có cái kênh website dụng cụ 24.vn đó, khi mà anh em thường nên theo dõi thường xuyên, truy cập thường xuyên để có những cái khuyến mãi bất ngờ thường xuyên, từ 10% cho đến 30-40% tùy theo sản phẩm, hoặc là toàn shop, toàn cái web luôn. Và rồi, Sang cảm ơn nha, xin chào.